Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về tác dụng của Hama Công. Thì nói có sách cách có trứng ở đây. Đây là cái quyết định về việc cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Hama Công. Các căn cứ gì đâu không đọc. Nhưng mà trong này tôi nói là tên bài thuốc là bài thuốc gia truyền Hama Công, thành phần bài thuốc là Trom Trom A, Thao A Sen Hương, Trom Trom Đông, Rúc, Trom Đông Xe, Sam Đông, Cốc Đông. Công dụng chính là điều trị viêm đau cơ, khớp, dây thần kinh, đau lưng, nhức mỏi, kém ăn, tăng cường sinh lực, bổ thận, tráng dương. Cách dùng là ngâm rượu hoặc sắc uống thay nước. Ngâm rượu thì uống 1 đến 2 ly nhỏ trên ngày, sắc uống thì ngày uống nước thay nước trà. Dạng thuốc là thân lá rễ, chỉ định là không. Xin nói thêm về cái tác dụng của cái Hama Công này, thì sau khi mà ngâm rượu xong, cái thời gian ngâm rượu thì các bạn nên ngâm từ ít nhất là 1 tháng. Tất nhiên là trong vòng 20 ngày là các bạn có thể sử dụng được rồi. Thì nó có tác dụng điều trị viêm đau cơ, khớp. Thì riêng về cái việc đau cơ, đau khớp thì dùng nó rất tốt. Ngoài uống thì các bạn có thể lấy xoa bóp ở ngoài cũng được. Dây thần kinh đau lưng cũng vậy, nhức mỏi như thế các bạn có thể uống và lấy 1-2 chén các bạn bóp ở ngoài. Đặc biệt thì cái tác dụng của cái thuốc Hama Công mà mình uống vào thì sau khoảng độ 1 tuần các bạn đã thấy là, nhất là những người con trai sẽ cảm thấy giác cái đau lưng nó giảm hẳn đi và cái tăng cường cái sinh lý rất là tốt. Đấy, các bạn sẽ cứ dùng thử một lần thôi, một gói thôi. Đấy, thì liên hệ mua thì các bạn mua liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0932340345 nhé. Rồi, xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn là hai loại Hama Công đặc sản Tây Nguyên để ngâm rượu. Loại thứ nhất là loại bình dân. Trên tay tôi đang cầm loại bình dân đặc sản Tây Nguyên Hama Công. Đây là gói thảo dược, gói thuốc đặc sản Nam Bắc Công ngâm rượu. Gói này là trọng lượng là 1 cân. Đấy. Đây. Thì một gói này là các bạn có thể ngâm với từ 5 lít rượu trở lên một gói. Đấy, uống Tết này, ngày Tết này uống này là rất khỏe. Ông chính là Hama Công mà người đã sử dụng với cái thảo dược này ngâm rượu mà ông 80 tuổi mà ông vẫn sinh con được và sức khỏe rất là dẻo dai. Và cái này nhiều người dùng rất là tốt. Đây là cái loại bình thường gồm 6 vị. Còn đây một loại đặc biệt loại 1. Cái loại này là đắt hơn cái loại kia một chút. Giá thì có trên trang web của tôi, các bạn có thể vào trang web là hamacong.com search chữ Hama Công. Đây là loại đặc biệt gồm có 9 vị, trọng lượng nó 1,5 cân. Thì các bạn nhìn nó to hơn là loại này. Thì các bạn cũng về chủ yếu là dùng ngâm rượu, hai loại ngâm rượu Tết nhất tôi bày hai bình này đây. Các bạn uống loại này thì sẽ cảm giác họ uống loại này sẽ phân biệt được loại này. Các bạn có mua hàng thì đặt hàng. Các bạn đặt hàng thì liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932 340 345. Chúng tôi cam kết là hàng đúng chất lượng, chuẩn, Hama Công. Các bạn thì truy cập website tôi là hamacong.com. Chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Quý vị hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách ấn vào nút đăng ký
ấn vào nút like và ấn vào xem quảng cáo khi quảng cáo xuất hiện trong lúc các bạn đang xem video. Những hành động trên của quý vị đã ủng hộ kênh của chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn.